Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Vì sao ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Hầu hết mọi người thấy hổ thẹn bởi câu hỏi này. Họ luôn có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau về Đức Chúa Trời thực tế và Đức Chúa Trời ở trên trời. Điều đó cho thấy rằng họ tin vào Đức Chúa Trời không phải để vâng phục Ngài, mà là để nhận được những lợi ích nhất định, hoặc để thoát khỏi nỗi khổ đau mà thảm họa mang lại. Chỉ khi đó, họ mới có phần vâng phục. Sự vâng phục của họ có điều kiện. Đó chính là vì triển vọng cá nhân của chính họ và buộc họ phải tuân theo. Thế chính xác vì sao ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Nếu đó chỉ là vì triển vọng của ngươi và số phận của ngươi, thì tốt hơn là ngươi không nên tin chút nào. Niềm tin như thế này là tự lừa dối, tự trấn an và tự ngưỡng mộ bản thân. Nếu đức tin của ngươi không được xây dựng trên nền tảng vâng phục Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị trừng phạt vì chống đối Ngài. Tất cả những kẻ không tìm kiếm sự vâng phục Đức Chúa Trời trong đức tin của mình đều chống đối Ngài. Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người tìm kiếm lẽ thật, rằng họ khao khát lời Ngài, ăn uống lời Ngài và đưa chúng vào thực hành để họ có thể đạt được sự vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu đây là những ý định thực sự của ngươi, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ nâng ngươi lên và chắc chắn sẽ nhân từ với ngươi. Điều này là không thể nghi ngờ và không thể thay đổi. Nếu ý định của ngươi không phải là vâng phục Đức Chúa Trời và ngươi có những mục đích khác, thì tất cả những gì ngươi nói và làm, những lời cầu nguyện của ngươi trước Đức Chúa Trời và thậm chí mọi hành động của ngươi sẽ đều chống đối Ngài. Ngươi có thể nói năng nhỏ nhẹ và cư xử ôn hòa, mọi hành động và biểu hiện của ngươi có thể trông đúng đắn và ngươi có thể trông như là người vâng phục. Nhưng khi nói đến những ý định và quan điểm của ngươi về đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì mọi thứ ngươi làm đều chống đối Đức Chúa Trời. Mọi thứ ngươi làm đều xấu xa. Những kẻ tỏ ra vâng phục như con chiên, nhưng trong lòng nuôi những ý định xấu xa, là những con sói đội lốt chiên. Chúng trực tiếp xúc phạm Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ không tha cho một ai trong số chúng. Đức Thánh Linh sẽ vạch trần từng người một trong số chúng và cho mọi người thấy rằng tất cả những ai là kẻ đạo đức giả đều chắc chắn sẽ bị Đức Thánh Linh khinh ghét và loại bỏ. Đừng lo, Đức Chúa Trời sẽ xử lý và giải quyết lần lượt từng người một trong số chúng.